Diễn viên Phương Oanh cho biết đang yêu doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, người có biệt danh Shark Bình. Ngày 26 tháng 8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái giống diễn viên Phương Oanh tình tứ bên một người đàn ông. Những hình ảnh này đi kèm nhiều bình luận cho rằng diễn viên là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của một doanh nhân. Chiều cùng ngày, diễn viên Phương Oanh đã xác nhận cô và bạn trai là nhân vật trong bức ảnh. Cô nói cả hai quen nhau ở một buổi gặp gỡ bạn bè chung vài tháng trước và khi đó đều độc thân. Cô cho biết thông tin tôi là người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác là tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng danh dự, cuộc sống của tôi. Diễn viên nói thêm, lúc mới quen, họ không biết rõ về nhau. Thời gian tìm hiểu, Phương Oanh bị thu hút bởi sự thông minh, hài hước của bạn trai. Shark Bình cho biết đã chia tay vợ và sống riêng hơn 2 năm qua. Doanh nhân không có ý định giấu mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh. Chúng tôi quen nhau sau thời gian độc thân khá dài. Việc nam nữ tìm hiểu nhau là bình thường, không ai là người thứ ba cả. Ông Bình nói, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1980, là một trong những gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam năm 2019, thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình. Còn về diễn viên Phương Oanh, ở tuổi 33, cô cho biết đã tự chủ về kinh tế từ nhiều năm nay. Ngoài diễn xuất, cô từng kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, đầu tư một số lĩnh vực. Người đẹp từng tâm sự, mê kiếm tiền hơn yêu đương. Nữ diễn viên vốn kín tiếng chuyện tình cảm. 2 năm trước, cô công khai yêu nhưng không để lộ mặt bạn trai. Họ chia tay sau thời gian ngắn tìm hiểu. Phương Oanh từng nói cô kém may mắn trong tình yêu. Khi yêu, cô nhận là người cảm xúc, luôn hết lòng vì nửa kia. Phương Oanh sinh năm 1989 ở Hà Nam. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu. Phương Oanh từng gây chú ý với loạt tác phẩm truyền hình như Hoa Bay, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Gái Giả Xì Tin, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta. Năm 2018, cô được đề cử giải Cánh Diều Vàng hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Súa trong phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Mới đây, những thông tin xoay quanh Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, trở thành chủ đề gây xôn xao trên các diễn đàn. Dẫu ồn ào liên quan đến đời tư, đại diện truyền thông của tập đoàn Nextech cho biết Shark Bình và vợ cũ đã hoàn toàn các thủ tục để chính thức ly hôn từ cách đây khá lâu. Người này cho biết Shark Bình đã ly hôn và là người độc thân từ 2 đến 3 năm nay. Chính vì vậy, việc Shark Bình có mối quan hệ với ai cũng là điều bình thường. Về những hình ảnh với diễn viên Phương Oanh xuất hiện trên mạng xã hội, Shark Bình cho biết, từ trước đến nay tôi luôn duy trì thói quen kín tiếng về các thông tin đời tư, vì ai cũng có cuộc sống, hoàn cảnh và cá tính riêng, nên đây cũng là lần hiếm hoi tôi chia sẻ giới hạn về đời tư của mình. Việc bị chia sẻ hình ảnh cá nhân mà không hỏi ý kiến rõ ràng là một sự bất tiện và không thoải mái. Ngoài ra, Shark Bình cũng khẳng định mình và Phương Oanh đã xuất hiện cùng nhau tại nhiều nơi và không có ý định giữ bí mật về mối quan hệ này. Chỉ là không chia sẻ công khai vì không muốn ồn ào. Về mối quan hệ với nữ diễn viên, chủ tịch Nextech tiết lộ, trong vài tháng gần đây, tôi đã quen biết, tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh. Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường trong xã hội. Chúng tôi quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có câu chuyện người thứ ba ở đây. Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, được mệnh danh là anh cả của Startup Việt. Shark Bình được mọi người biết đến với danh xưng cá mập khi đến với chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Được biết, Shark Bình có niềm đam mê lớn với công nghệ. Shark Bình và vợ cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ con số 0. Trên hành trình chạm đến thành công, Shark Bình luôn đề cao vai trò của người vợ. Doanh nhân Đào Lan Hương cũng chính là người đã đồng cam cộng khổ để xây dựng sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Đào Lan Hương là người đã sáng lập Học viện Công nghệ Tiki. Trước khởi nghiệp với Tiki, bà Lan Hương giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn Nextech. Đến nay, Shark Bình cùng với bà Đào Lan Hương đã có với nhau 3 người con. Trong cuộc sống thường ngày, Shark Bình rất ít khi chia sẻ hình ảnh của vợ con. Trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cam kết giải ngân hơn 70 tỷ đồng sau 2 mùa Shark Tank. Ông có nhiều phát ngôn nổi tiếng và cũng gây tranh cãi. Áp chủ bài của tập đoàn Nextech sinh năm 1981, hiện giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Nextech. Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như Mpost, Vimo, BoxMe, Festgo, Ngân Lượng. Ông không chỉ được biết đến với vai trò là nhà đầu tư trong Shark Tank Việt Nam, mà còn được coi là tri kỷ của các startup Việt với hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp thành công. Ông Nguyễn Hòa Bình trở thành một trong những cái tên nổi tiếng với nhiều biệt danh thú vị như Shark Tri Kỷ, Gió Đông, Ngáo Giá, Bình Ké.
cũng từ chương trình này mà cách gọi Shark Bình được ra đời và sử dụng rộng rãi mỗi khi nhắc đến ông. Không chỉ tạo nên sức hút mạnh mẽ trong từng tập của chương trình chuyên về khởi nghiệp, Shark Bình còn gây ấn tượng bởi nhiều phát ngôn thẳng thắn, được ví như gáo nước lạnh. Trước các startup lên truyền hình gọi vốn định giá trên trời, Shark Bình thường dùng những lời nhận xét gay gắt đáp trả. Có những câu nói của Shark Bình sau khi kết thúc đã làm dậy sóng mạng xã hội như: "Em đến đây để đùa Shark à? Dù em có định giá 250 triệu đồng thôi thì anh cũng không đầu tư, lý do là các em đang làm một thứ vô nghĩa. Anh xin em đừng làm mô hình kinh doanh này nữa bởi vì em sẽ mất tiền." Bọn em dùng rất nhiều thuật ngữ chém, từ định giá 100 tỷ đồng có khi không phải người của trái đất này. Tụi em giống anh cách đây 20 năm, rất non và xanh. Shark Tank là một sân chơi chỉ nói về tiền thôi. Em phải tỉnh ra, đừng ngáo giá. Sản phẩm của em quá đơn giản, làm cho tôi cảm thấy rất mất thời gian. Sau khi chương trình lên sóng, loạt tranh cãi đã nổ ra xung quanh những phát ngôn của Shark Bình. Nhiều người cho rằng vị Shark này có nhận xét rất chuẩn xác, sự lạnh lùng và thẳng thắn này là cần có ở một doanh nhân. Nhưng vẫn có những nhận xét cho rằng những câu nói này với những startup có thiên hướng nặng nề. Shark Tank Việt Nam đang đi đến mùa năm, nhìn lại chặng đường của chương trình này hai mùa trước có sự góp mặt của Shark Bình. Đây là một trong những cá mập chăm giải ngân nhất trên truyền hình. Mùa 3 Shark Tank, Shark Bình cam kết đầu tư 33,2 tỷ đồng. Trong đó, startup y tế eDoctor được Shark Bình đầu tư cùng Shark Dũng và Shark Việt với giá trị đầu tư là 100.000 USD. Nền tảng đánh giá giáo dục và đặt chỗ các khóa học Edu to Review được Shark Bình cam kết đầu tư 100.000 USD cho 2,5% cổ phần. 2,5% còn lại được bù dưới dạng ESOP. Thương hiệu đồ thông minh Perfect sau thỏa thuận trên chương trình đã chính thức ký hợp đồng tài trợ vốn 1,2 triệu đô từ Shark Bình. Cuối cùng, nền tảng thiết kế in ấn trực tuyến PrintGo được Shark Bình cam kết đầu tư 1 tỷ đồng, khép lại các startup được Shark Bình rót vốn mùa 3 trên sóng. Sang mùa 4 Shark Tank, tổng số tiền Shark Bình cam kết đầu tư lên tới hơn 37 tỷ đồng. Với 9 thương vụ thành công trên sóng, thương vụ lớn nhất của Shark Bình trong mùa 4 phải kể đến màn chốt deal thần tốc 500.000 đô giữa Shark Bình với CEO Coolmate, nền tảng mua sắm thời trang nam giới trực tuyến. Thương vụ giá trị thứ hai là cam kết đầu tư cho Elingate số tiền hơn 9,2 tỷ đồng với sản phẩm công nghệ Made in Việt Nam mà Shark Bình đã hứa hẹn sẽ đưa lên Shark Tank Mỹ. Giải pháp vận hành cho các nhà kinh doanh online Nobita.pro cũng được Shark Bình cam kết đầu tư 5,7 tỷ đồng. Dự án bếp trên mây Cloud Kitchen cũng được Shark chi kỷ này cam kết đầu tư 3 tỷ đồng. Startup Pest Kids với sản phẩm camera dành cho chó mèo cũng được Shark Bình cam kết rót vốn 65.000 đô cho 5% cổ phần, tương đương 2,7 tỷ đồng. Startup thiết bị y tế iCare được Shark Bình cam kết đầu tư 2,3 tỷ đồng. Startup xây dựng mô hình giáo dục tập trung, khép kín hoàn toàn VNG Education 21 và Startup Way, nền tảng thiết kế mini game cùng nhận được cam kết đầu tư 1 tỷ đồng. Cuối cùng, Startup LMS Academy về mô hình giảm cân chuẩn y khoa được Shark Bình cam kết xuống tay hơn 460 triệu đồng, đồng hành cùng 4 Shark còn lại của Shark Tank mùa 4. Sau mùa 3 và 4 Shark Tank, Shark Bình đã cam kết đầu tư số tiền lên tới hơn 70 tỷ đồng. Mùa 5 Shark Tank đang được phát sóng. Trước đó, điều Shark Bình chưa hài lòng ở Shark Tank mùa 4 là chưa có một mega deal, tức là một deal lớn, có giá trị cao, một startup thực sự mạnh và chất lượng. Khán giả Shark Tank kỳ vọng Shark Bình sẽ có thêm chi kỷ mới tại sóng truyền hình mùa này.